Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hưng Yên trích ngân sách gần 18 tỷ đồng tặng quà trên 35.700 gia đình chính sách người có công với cách mạng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Thái Bình khi nhà nông không còn thờ ơ với đồng ruộng. Mô hình nuôi thủy sản hiệu quả ở xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thực hiện xét nghiệm máu cho trẻ dưới 6 tuổi. Huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định làm tốt hạ tầng giao thông. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều hộ dân trồng nhãn trong tỉnh Hưng Yên bước vào vụ thu hoạch. Từ thực tế cho thấy, giá trị kinh tế từ cây nhãn đem lại cao gấp nhiều lần so với các cây trồng khác. Nhờ vậy đã giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ cây trồng đặc sản này. Bà con các xã Đa Lộc, Tiền Phong, Hạ Lễ đang hối hả vào vụ thu hoạch nhãn chín sớm. Năm nay năng suất quả cao hơn năm trước, giá bán đầu vụ cao từ 30 đến 45.000 đồng một kg. Nên người trồng nhãn rất phấn khởi. Hiện nay nông dân không chỉ dựa vào kinh nghiệm vốn có nữa, mà người trồng nhãn còn chủ động tìm hiểu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào từng giai đoạn chăm sóc trước, trong và sau thu hoạch. Tránh tình trạng thu hoạch ồ ạt, được mùa mất giá, ông Nguyễn Văn Phi, thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong đã thực hiện việc chăm sóc để quả chín theo từng trà, trong đó trà chín sớm và trà nhãn chín muộn được đánh giá là mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một trong những vấn đề điều khiển giãn vụ ra ấy là điều khiển lọc về vụ thu đông. Nó muộn lại thì quả nhãn nó sẽ ra muộn lại. Thì trong vòng khoảng 3 tháng thì mới hết nhãn. Hội viên nông dân Nguyễn Văn Thế, xã Hàm Tử, huyện Hoài Châu nổi tiếng với nghề trồng nhãn muộn miền Thiết. Diện tích trồng nhãn của gia đình anh Thế rộng trên 10 mẫu. Thời gian thu hoạch kéo dài trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 8 dương lịch. Sản xuất đáp ứng các điều kiện theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm nay vườn nhãn của anh Thế cho năng suất trên 100 tấn quả. Khâu đầu tiên là phải chọn cái giống đảm bảo được chất lượng, an toàn là cái khâu thứ hai. Thì đặc biệt là chúng tôi hiện nay đang chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Quả nhãn nó sẽ đồng đều, trung bình nó dao động tầm từ 60 đến 80 quả một ký. Đặc biệt là cái vỏ của quả nhãn là tương đối mỏng và cái cùi nhãn tương đối khô và bóc cái quả nhãn ra có hương thơm, đặc trưng của nhãn đồng Hưng Yên. Hiện nay anh Thế là thành viên đóng vai trò quan trọng trong hợp tác xã nhãn miền Thiết. Xã Hàm Tử bằng nhiều hoạt động quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Anh Thế cùng với hội đồng quản trị hợp tác xã đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với 5 doanh nghiệp thu mua, mặc dù còn 20 ngày nữa mới bắt đầu vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, 200 trên 500 tấn nhãn miền Thiết của các thành viên trong hợp tác xã đã có thị trường tiêu thụ. Là cây trồng đặc sản, đặc trưng của tỉnh, cây nhãn đã góp phần quan trọng giúp nhiều hội viên nông dân làm giàu, thu lãi từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi năm như hội viên Nguyễn Văn Cảnh, phường Lam Sơn, ông Nguyễn Văn Minh, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Những mảnh ruộng có lúc tưởng chừng chỉ dành cho cỏ dại, bị người nông dân rời bỏ, nay lại xanh cây tốt lá. Đó là khi người nông dân trở lại mặn mà với nghề bám đất, bám ruộng, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, bằng chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ và áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp. Những mô hình đã tìm ra hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Câu chuyện làm giàu từ ruộng của gia đình bà Nguyễn Thị Hoan ở xã Vũ Thắng, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình là một ví dụ. Nhìn cánh đồng được phủ kín màu đỏ của ớt chín, không ai nghĩ rằng chỉ một năm trước thôi, đây là diện tích cấy lúa kém hiệu quả bị bỏ hoang. Đó là thành quả cho sự mặn mà với nghề bám đất bám ruộng của gia đình bà Nguyễn Thị Hoan, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Sương. Cái cánh đồng này là từ trước giờ là cánh đồng chua chũng của dân, thì người ta nói chung là người thì một miếng, người thì 2-3 miếng, người thì một xào, thế là người thì bỏ hoang. Bây gia đình mới bảo là thôi ruộng đất bây giờ thì nhiều như thế này thì hai vợ chồng coi như là quyết tâm về coi như là làm ruộng. Nắm bắt được chủ trương của xã về chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cùng thực tế nhiều hộ nông dân không muốn gắn bó với đồng ruộng. Gia đình bà Hoan đã thuê 5,5 hecta ruộng tập trung gọn vùng, cải tạo lại hệ thống thủy lợi để chủ động tưới tiêu, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ớt và cấy lúa Nhật. Do được chuyển giao kỹ thuật và có đầu ra ổn định, nên ngay vụ đầu tiên, một sào ớt đã cho thu hoạch được 800 kg quả, bán với giá từ 12 đến 15.000 đồng 1 kg. Gia đình bà Hoan thu được khoảng 10 triệu đồng. 2 hectare cây lúa Nhật cũng cho thu nhập 30 triệu đồng. Chỉ tính ở vụ xuân vừa qua, gia đình bà Hoan đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Với những chính sách kích cầu cộng thêm tinh thần của những nhà nông yêu đất bám ruộng như gia đình bà Hoan, ngành nông nghiệp sẽ lại có thêm nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, xóa bỏ tình trạng nông dân bỏ ruộng, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa tập trung phát triển. Những năm qua, Quỹ Nông dân các cấp trong tỉnh Ninh Bình đã trở thành nguồn vốn hiệu quả, giúp nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế. Cũng từ nguồn quỹ này, nhiều dự án đã được triển khai, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã giải ngân gần 3 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân lên 28 tỷ đồng, giúp trên 9.000 lượt hội viên được vay vốn, tạo việc làm ổn định cho trên 10.000 lao động. Để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, thay vì cho vay nhỏ lẻ, các cấp hội đã chuyển sang cho vay theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, có sự liên kết giữa các tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất, nhóm hộ và trang trại. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 70 dự án được thực hiện nhờ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, mang lại thu nhập cao cho người nông dân như dự án nuôi gà, nuôi lợn nái sinh sản, nuôi thủy sản và chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân. Nguồn quỹ này đã giải quyết được một phần về vốn để hội viên nông dân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, góp phần cải thiện đời sống, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ hướng đi đúng và mạnh dạn chuyển đổi, một hội viên nông dân ở thôn Giang Hạ, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã biến diện tích đất canh tác kém hiệu quả thành những ao nuôi cá cho thu nhập cao. Năm 2004, gia đình ông Bùi Đình Duân nhận diện tích 4 mẫu đất ở vùng chuyển đổi, đầu tư xây dựng trang trại nuôi thủy sản. Thời gian đầu do ít vốn, ông tự tìm hiểu về kỹ thuật và nuôi các giống cá truyền thống. Nhờ cần cù chăm chỉ nên sau 3 năm đầu tiên, gia đình ông đã thu lãi. Hiệu quả thu được ban đầu đã tiếp thêm động lực để ông Duân gắn bó với con cá nước ngọt. Năm 2007, với kinh nghiệm đã được tích lũy, gia đình ông phát triển nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp. Để có đủ vốn, ngoài khoản tiền tích góp được, ông Duân đề xuất với các tổ chức hội nông dân để được hỗ trợ vay vốn ngân hàng, đầu tư quy hoạch lại khu trang trại với 5 ao nuôi thả cá, trong đó 1 ao nuôi cá giống và 4 ao nuôi cá thịt. Cùng với nuôi thủy sản, gia đình ông Duân còn tận dụng diện tích đất còn lại tại trang trại để khoanh vùng nuôi vịt, xây khu chuồng trại nuôi lợn thịt. Nhiều năm liền, ông đều đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thời gian qua, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã có chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, vật nuôi nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, huyện đã quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Xuân Hòa, Xuân Vinh. Đây là vùng nuôi thủy sản đa con đa canh mang tính bền vững với các giống cá vược, cá diêu hồng, các loại cá truyền thống và nuôi tôm sú Quảng Canh, đem lại hiệu quả cao gấp 2,5 lần đến 3 lần so với cây lúa. Xã Xuân Vinh hiện có 39 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản với 2 vùng nuôi tập trung ven sông Sà và vùng Sao Tú. Các đối tượng nuôi chính vẫn là cá truyền thống và mới đây, cá lăng là con nuôi có giá trị kinh tế được bà con đưa vào nuôi thả thành công. Sản lượng cá trung bình hàng năm toàn xã thu được trên 100 tấn và nuôi trồng thủy sản đã trở thành nghề cho thu nhập chính của người dân xã Xuân Vinh. Ban Nông nghiệp xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tập trung phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật nuôi thủy sản, giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương. Tiếp theo chương trình là những hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, năm nay ngoài những phần quà của Chủ tịch nước, tỉnh Hưng Yên đã trích ngân sách gần 18 tỷ đồng tặng quà cho trên 35.700 các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thăm và tặng quà cho 5 anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, 21.700 gia đình liệt sĩ, trên 7.000 thương binh, 4.500 bệnh binh, 1.850 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trên 400 người hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày. Mỗi gia đình đối tượng được tặng một suất quà trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Bên cạnh việc chuyển và trao tặng quà của tỉnh, nhân dịp này, các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị trong tỉnh ta cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thăm tặng quà hàng nghìn suất quà cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức tu sửa các công trình ghi công nghĩa trang liệt sĩ, xây sửa nhà khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, tích cực quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa để quan tâm hỗ trợ giúp các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định hơn. Cũng tại Nam Định, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, tỉnh đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ý Yên. Tại huyện Ý Yên, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm và tặng quà cho bà Trần Thị Diệm là vợ liệt sĩ và ông Phạm Văn Giáp bị ảnh hưởng chất độc hóa học 81% ở xã Yên Phương. Đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyển có chồng và một con là liệt sĩ và thương binh 1/4 Đỗ Cao Ly, mất sức lao động 81% ở xã Yên Thọ. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của Tổ quốc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho thế hệ sau học tập, cùng góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Tại Thái Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức nhiều đoàn đến động viên, thăm hỏi, trao gần 100 suất quà đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Tại gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng, Đại tá Nguyễn Đức Dũng hỏi thăm động viên các mẹ sống lâu sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu trong gia đình, đồng thời để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang có cơ hội được phụng dưỡng, đền đáp những đóng góp hy sinh của các mẹ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành đoàn thể trong tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, cùng toàn dân chăm lo đời sống cho những gia đình có công với cách mạng. Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến động viên thăm hỏi, trao gần 100 suất quà đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 8 huyện, thành phố đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn đơn vị đóng quân. Thưa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Lê Văn Thuần, sinh năm 1948, người hoạt động kháng chiến, bị địch bắt tù đầy và nhiễm chất độc hóa học, tại thôn Thạch Tác, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông Thuần có 3 người con, trong đó 2 người đã lập gia đình riêng. Hiện ông ở cùng với con trai bị di chứng chất độc da cam trong ngôi nhà cấp 4 chật hẹp xuống cấp. Để tạo điều kiện cho gia đình có nơi ăn ở ổn định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã hỗ trợ 70 triệu đồng, đồng thời huy động lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoa Lư và các đoàn thể của địa phương hỗ trợ ngày công lao động để gia đình xây dựng ngôi nhà mái ngói hiên bằng diện tích 40 m2. Công trình là tình cảm và sự tri ân của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương đối với những người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2018 với chủ đề Thiếu nhi Thái Bình uống nước nhớ nguồn. Tham gia hội thi có 8 đội tuyển đến từ 8 huyện, thành phố với gần 200 thí sinh đạt giải cao từ cuộc thi cấp cơ sở. Các đội trải qua 3 phần thi: giới thiệu đội tuyển, kể chuyện tuyên truyền, giới thiệu sách và thể hiện năng khiếu. Với sự chuẩn bị công phu về trang phục, đạo cụ cùng năng khiếu kể chuyện, lối diễn xuất đầy cảm xúc, các đội đã mang đến hội thi những tiết mục ấn tượng, sinh động, hấp dẫn. Mỗi câu chuyện kể đã khắc họa được cuộc sống chiến đấu, anh dũng hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, của những bà mẹ Việt Nam anh hùng trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần duy trì phát triển phong trào đọc sách sâu rộng, lan tỏa những giá trị về đạo lý uống nước nhớ nguồn đến đông đảo thế hệ trẻ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải xuất sắc cho đội tuyển huyện Kiến Xương, giải nhất cho đội tuyển huyện Vũ Thư. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Thời gian qua, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tích cực tuyên truyền, phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập. Hội khuyến học huyện Ninh Giang hiện đang quản lý 190 chi hội khuyến học với hơn 41.600 hội viên. Trên địa bàn huyện cũng có 825 ban khuyến học dòng họ. Năm 2003, Ban khuyến học dòng họ Bùi Hữu ở thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong được thành lập và luôn tổ chức những hoạt động khuyến học khuyến tài cụ thể. Cùng với làm tốt công tác xây dựng quỹ hội, tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các buổi tặng quà trao thưởng cho giáo viên, học sinh đều được tổ chức trang trọng, góp phần động viên khích lệ tinh thần học tập, phấn đấu của con cháu trong dòng họ. Không chỉ phát huy vai trò của dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, nhiều gia đình ở huyện Ninh Giang giữ được nền nếp gia phong, định hướng cho con cháu phấn đấu học tập, góp phần tạo phong trào thi đua học tập trong cộng đồng dân cư. Một trong những thành công trong phong trào xây dựng xã hội học tập của huyện Ninh Giang là có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, cùng với sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể. Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh triển khai cập nhật hồ sơ sức khỏe cá nhân, xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi tại xã Trung Nghĩa. Việc xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi không những giúp cho việc cập nhật thông tin về nhóm máu vào hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân của trẻ, qua đó còn giúp phát hiện và điều trị sớm các bệnh thông thường ngay tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu, hạn chế biến chứng, giảm quá tải bệnh viện cho tuyến trên và góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Cùng với các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Yên Phong đang tích cực triển khai công tác xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi để cập nhật thông tin về nhóm máu và hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân của trẻ, nhằm cung cấp thông tin về nhóm máu của trẻ cho gia đình và cập nhật thông tin và hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho trẻ nhằm quản lý sức khỏe có hệ thống. Thông qua hồ sơ quản lý sức khỏe giúp phát hiện và điều trị sớm các bệnh thông thường ngay tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu, hạn chế biến chứng, giảm quá tải bệnh viện và góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Trước ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cập nhật thông tin về nhóm máu và hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân của trẻ, công tác chuẩn bị được ngành y tế huyện Yên Phong hết sức coi trọng, đảm bảo. Việc xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi để cập nhật thông tin về nhóm máu và hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân của trẻ góp phần thuận lợi cho việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời giúp trẻ được điều trị phù hợp khi có bệnh, chủ động bảo vệ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ. Nhờ đổi mới, phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói riêng, nên số người đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình ngày càng tăng, trong đó có trên 95% bệnh nhân khám bảo hiểm y tế. Trung tâm Y tế huyện Yên Mô hiện có trên 54.000 người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh. Để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, thời gian qua trung tâm đã chú trọng cải tiến quy trình khám chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người dân, không có sự phân biệt giữa khám bảo hiểm y tế và khám dịch vụ. Song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ, trong công tác điều trị, trung tâm đã đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao được ứng dụng vào điều trị, qua đó đã giảm số người bệnh phải chuyển tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh, góp phần thúc đẩy và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, trung tâm làm tốt việc cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, bảo đảm đủ thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để điều trị cho người bệnh đạt kết quả cao nhất. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Yên Mô đã khám chữa bệnh cho hơn 119.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 95% thẻ bảo hiểm y tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đã có 120 phương tiện tàu khai thác cát lòng sông trái phép đã bị đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý với số tiền phạt hơn 1,5 tỷ đồng. Đây là địa phương có số xử phạt cao nhất trong tỉnh. Lực lượng chức năng của huyện Thanh Hà đã tích cực trong xử lý các phương tiện có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép, song tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại khu vực bãi Soi, xã Thanh Hải và Phượng Hoàng trên sông Thái Bình. Để tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khai thác cát trái phép, huyện đã chỉ đạo các xã ven đê tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các chủ tàu khai thác cát trái phép, đồng thời lập chốt canh gác tại 3 xã Phượng Hoàng, Thanh Hải và Tiền Tiến, tuyên truyền và yêu cầu các chủ tàu khai thác cát trái phép ký cam kết không tái vi phạm. Tuy nhiên, tình hình vi phạm khai thác cát lòng sông trái phép vẫn gia tăng trên các tuyến sông. Là địa phương ven biển chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, Giao Thủy được đánh giá là một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh Nam Định có những chuyển biến toàn diện về hạ tầng giao thông và hệ thống thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bằng các nguồn vốn trong 7 năm xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Giao Thủy đã bê tông hóa gần 640 km, đạt 100% đường trục xóm, đường ngõ xóm. Nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn như quốc lộ 37B, tỉnh lộ 489 và các tuyến huyện lộ được cải tạo nâng cấp làm mới đã kết nối thông suốt trên toàn hệ thống đường bộ từ trung tâm huyện đến các xã thị trấn cũng như với các huyện lân cận. Cùng với hạ tầng giao thông, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cũng được quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp. Đến nay, các xã thị trấn đã kiên cố hóa gần 31 km kênh cấp 3, tiêu biểu là Giao Phong là 5.670 m, Giao Tiến là 3.350 m, Ngô Đồng 3.050 m, Giao Yến 2.300 m, Giao Hải gần 1.700 m, đã tạo điều kiện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, kể cả trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.